xin giới thiệu Sắc Ly Hawkinson, đồng sáng lập và CEO của Input Output. Chào mọi người, xin chào. Đã 10 năm trôi qua và nhiều điều đã thay đổi, nên thật vui khi được ở đây. Thật tốt khi được ở Singapore. Tôi đã không tới đây kể từ khi có dịch COVID. Tôi đoán mọi thứ đã hơi điên rồ một chút, nhưng chúng đang trở lại bình thường. Du lịch châu Á thật thú vị. Tôi vừa ở Nhật Bản. Tôi đã ở Osaka và Tokyo. Tôi thực sự đã đến 10 nơi khác nhau trong 5 tuần. Vì vậy tôi không biết bây giờ là mấy giờ và những gì đang xảy ra, nhưng mọi việc đang được hoàn thành. Bây giờ, tôi đã suy ngẫm rất nhiều trong thập kỷ qua vì các Dano vừa trải qua một đợt nâng cấp lớn. Chúng tôi đã đồng thuận đưa quản trị và đại diện Derek On trên. Trong 2 năm qua, hệ sinh thái đã hợp tác rất chặt chẽ với nhau trong các hội thảo ở hàng chục quốc gia, với cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới đang cố gắng tìm ra cách xây dựng một quản trị On trên cho phép hệ sinh thái đưa ra quyết định về ngân sách, lộ trình và nâng cấp. Khi bạn nhìn vào Windows, bạn có Microsoft. Khi bạn nhìn vào iPhone, bạn có Apple. Bạn có các công ty đằng sau những thứ to lớn, phức tạp này, nhưng các giao thức thì không có công ty. Họ có những người ủng hộ, những người làm việc với họ, những người kết nối với họ. Nhưng suy cho cùng, nếu chúng ta nói chúng ta được phi tập trung thì ai là người nắm quyền kiểm soát? Ai phụ trách? Và họ đang cố gắng giải quyết vấn đề đó bằng quản trị on trên, cơ chế đồng thuận của người được quản lý, các tổ chức viết hiến pháp. Tôi đã đến Argentina, nơi chúng tôi sắp tổ chức hội nghị hiến pháp. Các bạn, điều đó sẽ vui lắm đây. Các đại biểu từ 50 quốc gia, 63 hội thảo khác nhau sẽ bỏ phiếu về hiến pháp. Vui và thú vị như vậy nhưng đó không phải là điều tôi ở đây để nói hôm nay. Tôi muốn nói về tương lai. Bạn thấy đấy, tôi nghĩ về crypto theo thế hệ. Tôi đã ở trong lĩnh vực này quá lâu. Tôi thực sự đang ở giữa thế hệ đầu tiên, Bitcoin. Và hồi những năm 2010 và 2011, chưa ai tham gia ngành blockchain vì tiền cả. Tôi nhớ hồi đó, vì không có tiền cho tổ chức nên bạn phải tự mua cà phê cho mình. Không ai biết Bitcoin là gì. Họ nghĩ đó là một giáo phái. Có lẽ bây giờ họ vẫn nghĩ như vậy. Điều thú vị và thú vị ở đây là chúng ta có những khát vọng và mục tiêu rộng lớn về nơi chúng ta muốn đến và những gì chúng ta muốn làm với tư cách là phong trào Cypherpunk xuất hiện từ những năm 1980. Thông tin di chuyển tức thời, vậy tại sao tiền lại không? Hãy làm điều đó. Sau đó Bitcoin bắt đầu nổi tiếng. Thế hệ đầu tiên nói về sự phi tập trung và phi trung gian hóa, ý tưởng trở thành ngân hàng của riêng bạn. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Điều đầu tiên bạn làm khi điều gì đó thành công là gì? Bạn chỉ trích nó. Chúng tôi yêu iPhone, chúng tôi yêu Windows, chúng tôi yêu Android, và chúng tôi cũng yêu Bitcoin. Tuy nhiên, chúng ta không thể lập trình với nó, vậy nên thế hệ thứ hai đã ra đời. Thế hệ thứ hai là về hợp đồng thông minh và khả năng lập trình. Eureka. Vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ chúng ta tiếp tuệ rồi, nhưng nhìn lại, nó giống như khi JavaScript xuất hiện trên trình duyệt web. Bạn có những trang web tỉnh này có thể rất đẹp, nhưng bạn không thể làm được gì nhiều với chúng. JavaScript xuất hiện và bạn có Amazon, Facebook, Google, tất cả những điều tuyệt vời này. Eureka. Khi đạt được khả năng lập trình, chúng ta đã làm gì? Chúng ta nói, ê chà, điều đó ổn và tuyệt vời, nhưng nó đắt quá, y rõ ràng. Việc xây dựng một máy ảo được chia sẻ giữa hàng triệu người, một nguồn tài nguyên hữu hạn, không có quy mô tốt lắm phải không? Thứ hai, làm thế nào để bạn làm cho nó hoạt động với mọi thứ? Khả năng tương tác của bạn ở đâu? Đúng, đó là điều mà các Dano đang giải quyết lúc này. Làm thế nào để bạn xây dựng một quản trị? Bởi vì bạn không chỉ xử lý một tiện ích đơn giản, đó là vàng kỹ thuật số dịch chuyển Bitcoin đi khắp nơi. Bạn đang nói về một hệ thống có thể lập trình được. Và bạn phải nâng cấp hệ thống đó. Bạn phải phát triển hệ thống đó. Bạn phải làm cho hệ thống đó trở nên tốt hơn. Thế hệ thứ ba xuất hiện và có rất nhiều gian hàng xung quanh bạn. Bạn thấy họ nói về khả năng mở rộng, khả năng tương tác và quản trị. Bạn muốn Circle, bạn chọn nó. Bạn có Aptos của mình, tất cả những người này, Algorand, Solana, và vâng, các Dano. Tất cả chúng ta đều đang chiến đấu, và chúng ta đang ở giữa thế hệ crypto thứ ba.
thật thú vị. Bởi vì mỗi khi bạn có một thế hệ, bạn sẽ có được một quy mô khả năng hoàn toàn mới. Khi bạn có thể mở rộng, điều đó có nghĩa là việc sử dụng hệ thống cho hàng triệu người sẽ không tốn kém. Khi bạn có thể tương tác, điều đó có nghĩa là các hệ thống của bạn có thể giao tiếp với nhau. Bạn thực sự có thể xây dựng một mạng lưới tiền tệ. Bạn có thể xây dựng một mạng lưới tài chính. Thật tuyệt vời. Khi bạn có thể quản trị, điều đó có nghĩa là bạn khai thác được trí tuệ và khả năng của hàng triệu người trên khắp thế giới, sự khôn ngoan của mọi người. Đột nhiên, những nhà phát triển trên hệ thống của bạn là người quản lý sản phẩm của bạn. Các kỹ sư xây dựng DApp và DeFi là những người thảo luận về cách cải thiện giao thức và phát triển nó. Trí tuệ tập thể về việc này đáng giá hàng tỷ đô la lao động và chúng ta nhận được. Để khai thác tất cả những điều đó, chúng ta không thể đạt được điều này với thế hệ thứ hai và thậm chí chúng ta không thể giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong ngành này, như DeFi, tài sản phi tập trung và những thứ khác, với Bitcoin. Tại sao mọi người đều cố gắng nâng cấp? Vậy thế hệ thứ tư là gì? Tại sao chúng ta cần nó? Chúng ta quan tâm đến điều gì? Bạn sẽ nghe thấy rất nhiều thuật ngữ như tài sản trong thế giới thực, token bảo mật, DAO và các doanh nghiệp trên blockchain. Tất cả những thứ tương tự, tại sao chúng ta không có chúng? Nó giống như chiếc ô tô bay. Nó giống như sự hợp nhất. Luôn luôn là 5 năm nữa. Đừng lo lắng, hàng nghìn tỷ đô la đang chờ đợi. Họ sẽ bước vào ngành của chúng ta. Tại sao chúng ta không thể đến đó? Bởi vì đây là vấn đề. Blockchain cực kỳ tuyệt vời đối với nội dung công khai. Chúng có thể kiểm tra được lưu vết thời gian, minh bạch, không thể thay đổi, tốt, tuyệt vời. Bạn đặt thứ gì đó ở đó, như dịch vụ tên miền hoặc giao dịch tài chính và mọi người trên thế giới đều có thể nhìn thấy nó. Hãy tin điều đó, nó có tính toàn vẹn, tuyệt vời. Nhưng còn chuyện riêng tư thì sao? Chúng ta phải làm gì với điều đó? Bạn có thích điều hành một doanh nghiệp nơi tất cả thông tin nhân sự của bạn đều được công khai không? Bạn có thích điều hành một doanh nghiệp mà tất cả số tiền trong máy tính tiền đều được công khai không? Có bao nhiêu người muốn tất cả tìm kiếm trên Google của họ được công khai? Hãy giơ tay, không ai cả. Còn việc mua hàng trên Amazon hoặc sở thích chính trị của bạn thì sao? Còn về người mà bạn đã bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu thì sao? Hóa ra quyền riêng tư là một phần của thỏa thuận. Mọi ứng dụng trong thế giới thực, tài sản, kinh doanh, thỏa thuận giao dịch luôn có hai bên. Bên công và bên tư. Chúng ta đã làm tốt về phía công khai và chúng ta đang bắt đầu nắm vững nghệ thuật lập trình, mở rộng quy mô và hoàn thành nó. Nhưng ở khía cạnh riêng tư vẫn là điều chưa rõ ràng. Trên thực tế, cách chúng ta giải quyết vấn đề này cũng giống như cách chúng ta luôn giải quyết vấn đề khác. Bạn chọn người mà bạn tin tưởng, bạn cung cấp thông tin cho họ và bạn hy vọng với Chúa rằng họ không nói dối, ăn cắp, lừa đảo hoặc thao túng. Và nếu bạn có một ứng dụng blockchain có khía cạnh riêng tư và công khai, còn khía cạnh riêng tư là ập trên và tập trung vào ứng dụng, thì bạn có ứng dụng phi tập trung không? Không, đó là thử thách đầu tiên. Thách thức thứ hai là trong thế giới tài chính truyền thống, và thẳng thắn mà nói, trong thế giới thực, bạn không có ý tưởng về các giao dịch không có danh tính. Bạn không có ý tưởng về những doanh nghiệp không có danh tính hoặc tài sản không có danh tính. Khi nhìn thấy một mảnh đất, câu hỏi đầu tiên bạn hỏi là gì? Ai sở hữu cái đó? Khi bạn nhìn thấy một doanh nghiệp, ai sở hữu nó? Nếu có chuyện gì xảy ra thì những người liên quan là ai? Câu chuyện đằng sau đó là gì? Vậy, điều này ở đâu trong crypto? Chúng ta có tài khoản, chúng ta có UTXO, chúng tôi có giao dịch và chúng ta có siêu dữ liệu. Nhưng đâu là danh tính nguyên thủy của những thứ tương tự? Thế giới truyền thống đã dành nhiều thế kỷ để điều chỉnh, tối ưu hóa và tìm ra cách trả lời câu hỏi là ai, làm thế nào để trả lời câu hỏi định danh này? Các hệ thống giải quyết tranh chấp, hệ thống quyền sở hữu và các thỏa thuận giao dịch, lĩnh vực crypto không có những thứ đó. Và làm cách nào để mang tài sản trong thế giới thực vào với blockchain nếu thiếu định danh? Làm cách nào để xây dựng doanh nghiệp trong thế giới thực trong một lĩnh vực thiếu định danh? Chúng ta cần phải phát minh ra một thứ, đó là một định danh kỹ thuật số hoặc chuyển đổi định danh. Tôi cần có danh tính on-chain. Và bạn phải có danh tính với quyền riêng tư vì ngay khi bạn có định danh, bạn được quyền ra quyết định. Giao dịch tốt hơn, rẻ hơn, giao dịch nhanh hơn và có sự đánh đổi. Quyền riêng tư là một điều mơ hồ, chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? Nó hoạt động chính xác như thế nào? Điều tương tự cũng xảy ra với danh tính. Chúng ta, với tư cách là một ngành, đã mất 10 năm tranh luận và nỗ lực tìm ra cách tạo ra một tiêu chuẩn để thể hiện danh tính. Nó được gọi là mã định danh phi tập trung tại W3C.
Chúng tôi đã nghiên cứu về nó, và trên thực tế, nó thậm chí còn hình thành nên một nền tảng danh tính kỹ thuật số. Foundation, với 35 thành viên, tất cả những người này đã cùng nhau xây dựng các khuôn khổ. Tuyệt vời phải không? Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với tất cả các loại thách thức. Ví dụ, bây giờ bạn đã có một cách biểu diễn, làm cách nào để chứng minh các tính chất của nó? Chúng tôi phải tạo annoncer làm tiêu chuẩn. Nhưng còn uy tín, tín dụng hoặc quản lý danh tính thì sao? Đó là những vấn đề chủ quan, không khách quan. Các câu hỏi khách quan bao gồm: bạn sinh ra khi nào? Những câu hỏi chủ quan là: bạn có phải là người tốt không? Vâng, nó phụ thuộc vào người bạn hỏi. Một số người trong phòng này thích đức tin, trong khi những người khác thì không, họ đứng dậy và rời đi. Và tính chủ quan của danh tính phát huy tác dụng. Làm thế nào để bạn định lượng điều đó? Làm thế nào để bạn xây dựng thị trường xung quanh đó? Đây là thách thức của việc ẩn danh. Điều tương tự cũng xảy ra với quyền riêng tư. Khi nói về quyền riêng tư, chúng ta thực sự đang đề cập đến điều gì? Quyền riêng tư dành cho ai? Bạn nhận được những đảm bảo gì? Tính di động của quyền riêng tư đó là gì? Làm thế nào để bạn tiết lộ nó? Cần bao nhiêu chi phí? Có phải là riêng tư mãi mãi, vĩnh viễn vô thời hạn không? Nó có riêng tư trong một thời gian ngắn không? Nó có riêng tư trong một mô hình bảo mật nhất định không? Đây là những câu hỏi tiếp theo khi chúng ta tiếp tục thảo luận về những vấn đề này. Nhưng cũng có một vấn đề lớn trong lĩnh vực blockchain. Chúng ta đã đi từ quá ít đến quá nhiều. Có hơn 40.000 blockchain và hàng triệu tài sản trôi nổi. Tất cả chúng ta đều có những động cơ sai trái để không ưa hoặc phớt lờ nhau. Tại sao? Bởi vì chúng tôi có token. Bạn có token A, token B, token C, vân vân. Bạn ghi tên mình lên những tấm thẻ này và bạn đi thảo luận với cộng đồng. Nếu người đó sở hữu một token thì đó là điều có đạo đức và tốt đẹp. Nếu nó cạnh tranh với một token khác thì token đó là dối trá và xấu xa. Đó là thế giới chúng ta đang sống, nắm chặt túi tiền. Và đoán xem, bạn không bao giờ có thể xây dựng một nền kinh tế mà động cơ tài chính của con người gặp rủi ro. Bất kể quan điểm chính trị hay niềm tin của họ là gì, mọi người sẽ luôn mặc định tuân theo những lợi ích của họ. Đó là một thực tế về bản chất con người. Và làm cách nào chúng ta có thể xây dựng một lĩnh vực có thể tương tác, nơi mọi người làm việc cùng nhau và nơi tốt cho người tiêu dùng nếu hệ thống, theo chính thiết kế của nó, thúc đẩy lợi ích và sự phân chia phần thưởng. Đó là vấn đề. Và tóm lại, thế hệ thứ tư là tìm cách có được quyền riêng tư trong máy tính, cách quản lý danh tính và cách giải quyết vấn đề lợi ích để mọi người thực sự có thể làm việc cùng nhau. Chúng ta có thể đạt được điều này không? Không. Chà, dù sao thì nó cũng rất tuyệt. Hóa ra trong 6 năm qua, chúng tôi đã nghĩ về điều này. IOSK là một công ty kỳ diệu. Ngoài việc là một công ty kỹ thuật lớn, nổi tiếng nhất với việc xây dựng các Dano, chúng tôi còn có các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới, ở Stanford, Cung, Đại học Edinburgh, Viện Công nghệ Tokyo. Chúng tôi có 168 nhà khoa học đang làm việc với chúng tôi. Chúng tôi đã xuất bản 223 bài viết với hơn 10.000 trích dẫn, những bài viết học thuật nghiêm ngặt nơi chúng tôi đặt những câu hỏi này một cách rất nền tảng và cơ bản. Những gì chúng tôi làm với những bài viết này là cố gắng tìm ra sự kết hợp nhẹ nhàng giữa những khái niệm này. Tôi nghĩ, bạn biết điều gì sẽ thực sự thú vị không? Tôi đã ở trong lĩnh vực này quá lâu đến mức tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề. Tôi không thích làm việc với các quỹ đầu tư mạo hiểm và tôi không thích tính kinh tế thông thường của lĩnh vực này. Sẽ thật tuyệt nếu xây dựng một thứ gì đó và cung cấp cho mọi người thứ thực sự giải quyết được một vấn đề thực sự. Và sau 6 năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã tạo ra thứ gọi là Midnight. Vào ngày 1 tháng 10 năm nay, nó sẽ có mặt trên Testnet. Nó đã ở trong Devnet được một thời gian. Nếu bạn truy cập vào midnight.network, bạn có thể xây dựng dựa trên đó. Điều đầu tiên chúng tôi nhận ra với Midnight là chúng tôi đã tạo ra một ngăn xếp hợp đồng thông minh riêng có tên là Kachina. Bạn có thể viết hợp đồng thông minh bằng TypeScript. Bất kỳ ai cũng có thể làm được điều đó. Đó là một ngôn ngữ khá đơn giản. Điều thứ hai chúng tôi nhận ra là chúng tôi đang xây dựng cái được gọi là mô hình ứng dụng kết hợp. Nếu bạn là nhà phát triển Ethereum, Solana, BNB, Bitcoin hoặc Cardano, theo thời gian, bạn sẽ có thể truy vấn Midnight và sử dụng các giải pháp nhận dạng riêng tư cho ứng dụng của mình. Bạn có thể thanh toán phí giao dịch bằng cách sử dụng loại tiền cơ bản, cho dù đó là Ether, Solana, Bitcoin hay loại tiền nào bạn có. Và bạn không cần phải quan tâm nhiều đến token. Bây giờ, chúng tôi gọi đây là những ứng dụng kết hợp, chúng là những ý tưởng hay. Hóa ra thực sự rất khó để làm được điều này. Nhưng đó là những gì chúng ta đang làm.
chúng ta nhắm đến phần cảm xúc, sau đó là vấn đề về lợi ích và phân phối. Thông thường, tôi đã ở trong lĩnh vực này đủ lâu đến mức tôi biết tất cả những mánh khóe bẩn thỉu. Đây là điều thường xảy ra. Để bạn huy động vốn từ một nhà đầu tư mạo hiểm, họ đưa cho bạn rất nhiều tiền, họ nhận được token như người sáng lập và sau đó họ bán lẻ cho nhà đầu tư thứ cấp. Sau khi mạng lưới ra mắt, bạn chợt nhận ra bạn là ai, và họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, hệ sinh thái sụp đổ và điều tương tự xảy ra theo cách như thế, lại lặp lại. Đó không phải là cách chúng tôi thực hiện trong tương lai. Và thay vào đó, đây là những gì chúng tôi làm. Thứ gọi là giọt sông băng. Bạn có 135 triệu tài khoản trên tất cả các loại crypto lớn và chỉ cần phủ sóng vào chúng. Nếu mọi người muốn nó, họ sẽ khai thác nó. Trong quá trình khai thác, họ khởi chạy mạng. Đó là cách bạn có được sự phân phối công bằng, phải không? Mọi người đều nhận được nó, mọi người đều có nó. Và đây là phần hay ho khác về nó. Trong quá trình thực hiện việc này, chúng tôi đã phát minh ra một giao thức mới có tên là Minotaur. Chúng tôi cộng tác với Siren, người đã tạo ra Egenla bằng công nghệ mà chúng tôi đã tạo ra cho Midnight. Nó được gọi là Minotaur và đó là cơ chế đồng thuận đa tài nguyên. Điều kỳ diệu và đặc biệt về cơ chế đồng thuận đa tài nguyên là nó cho phép bạn duy trì một blockchain với nhiều giao thức đồng thuận cùng một lúc. Bạn thảo luận với Bitcoin Maxis và họ nói bằng chứng công việc. Bạn thảo luận với chúng tôi ở thế hệ thứ ba và chúng tôi nói bằng chứng cổ phần. Nhưng bạn biết gì không? Trong thực tế, bạn phải trộn bơ đậu phộng và thạch với nhau. Vậy tại sao chúng ta không thể kết hợp mọi thứ và tập hợp tất cả các giao thức đồng thuận lại với nhau? Đoán xem cái gì? Nếu bạn có những người xác thực cùng nhau duy trì trạng thái của hệ thống, bạn có thể trả phần thưởng khối cho họ. Và bạn bắt đầu trông giống như lớp 2 đối với cộng đồng. Chẳng phải điều đó mang mọi người lại với nhau sao? Nếu mọi hệ thống đều hoạt động cùng nhau thì đó là Midnight. Nó giải quyết các vấn đề thực sự. Nếu bạn nắm giữ bất kỳ loại crypto chính nào, bạn đã sở hữu nó. Xin chúc mừng, chào mừng bạn. Bạn có các ứng dụng kết hợp, bạn thanh toán bằng loại tiền mà bạn biết và yêu thích và bạn thực sự không phải làm bất cứ điều gì. Bạn không cần phải rời bỏ hiệu ứng mạng của mạng mình. Bạn có thể mượn sự bảo mật và đồng thuận từ tất cả các hệ thống khác. Bởi vì bạn đang làm điều đó, lớp đồng thuận của bạn sẽ trực tiếp quan sát tất cả các loại crypto chính. Điều đó có nghĩa là bạn cũng là hệ thống cầu nối và chuỗi oracle tốt nhất xung quanh. Và vì bạn có tất cả công nghệ bảo mật, bạn có gì? Nhân tiện, bạn có Snack để quy, cũng có thể nâng cấp được vì chúng tôi quan tâm đến những điều này bằng tình yêu. Tôi là người Ý, bạn phải làm mọi thứ bằng tình yêu thương. Và do khả năng nâng cấp đó và do để quy đó, điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó làm lớp sẵn có của dữ liệu. Tất cả các loại điều kỳ diệu. Vậy đó là thế hệ thứ tư. Đó là thế hệ mang chúng ta lại với nhau, thế hệ mang lại cho chúng ta bản sắc và thế hệ mang lại cho chúng ta sự riêng tư. Lần đầu tiên, nó cho phép các blockchain giữ bí mật. Đó là thế hệ mở ra các cửa xả lũ và cuối cùng cho phép chúng ta đưa hàng nghìn tỷ đô la tài sản trong thế giới thực đang chờ đợi vào lĩnh vực crypto. Đó là thế hệ cuối cùng chúng ta cần. Tại thời điểm đó, mọi thứ sẽ chỉ còn là sự nâng cấp, mọi thứ đều liên quan đến việc liệu đó có phải là tài sản phù hợp hay đối tác phù hợp hay không. Nhưng đây chính là thứ sẽ đưa hồ sơ y tế vào blockchain. Đây chính là điều sẽ đưa ESG vào chuỗi cung ứng và đo lường lượng khí thải carbon của mọi doanh nghiệp trên thế giới. Đây là điều sẽ thu hút thị trường tài chính vì bạn sẽ không phải tiết lộ chiến lược giao dịch của mình để giao dịch trực tuyến. Đây là điều sẽ cho phép giao hoạt động 100% on-chain, bởi vì lần đầu tiên, giao sẽ có thể giữ bí mật. Các doanh nghiệp thực tính hoàn tất có thể hoạt động on-chain. Bằng cách cung cấp công nghệ này cho tất cả mọi người, giống như Satoshi đã làm với Bitcoin, chỉ cần khai thác nó nếu bạn muốn, điều đó có nghĩa là, lần đầu tiên, toàn bộ ngành có điều gì đó mà họ có thể quan tâm và đồng ý. Tôi còn 30 giây và tôi muốn nói điều này. Những điều tuyệt vời trong cuộc sống đến từ việc làm việc cùng nhau và hợp tác với nhau. Sứ mệnh Apollo có hàng triệu người làm việc và những người đó rất tự hào bởi vì kết quả là họ phải lên mặt trăng. Chúng ta muốn lên mặt trăng và hơn thế nữa bằng crypto theo đúng nghĩa đen. Chúng ta phải bắt đầu làm việc với nhau và chúng ta làm điều đó bằng cách tạo động lực cho nhau để làm điều đó. Cảm ơn bạn đã dành 20 phút để cùng tôi tìm hiểu về các thế hệ. Tôi thực sự đánh giá cao nó và tôi rất nóng lòng được xem những gì bạn xây dựng trong Midnight. Tôi nóng lòng muốn xem 10 năm tới crypto sẽ mang lại điều gì. Đó là một chuyến đi hoang dã và nó sẽ còn trở nên hoang dã hơn nữa. Hẹn gặp lại sớm nhé. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.